xưa là mình trẻ rồi, mình muốn một cái bữa tiệc thiệt là lớn, phải hoành tráng, phải lê lết nhậu xỉn. Chào các bạn đến với kênh YouTube của Nhi. Chị kể cho tụi em nghe một câu chuyện của bạn chị. Okay, trong một lần đi gặp đi chơi, và tụi em biết là khi chị gặp nhiều người chị luôn hỏi về cái cuộc đời của họ, tại chị muốn hiểu là làm sao mà bạn đi tới được cái đỉnh ngày hôm nay. Thì anh đó mới kể cho chị nghe là ba mẹ của anh rất là giàu, ở Sinh, ba mẹ anh rất là giàu. Tụi em biết nhà mà nhà biệt thự mặt đất ở Sinh là rất là giàu. Ở Sinh mà có một cái nhà mà ở trên mặt đất là má thứ dữ, rất là giàu ba đời á. Và nói với chị là từ nhỏ anh được học trường nước ngoài, ba mẹ anh tạo cho anh rất là nhiều cơ hội, được học đua ngựa, được học đánh golf, được đi du lịch thế giới, được đi ra nước ngoài. Và một ngày đẹp trời, ba ảnh với mẹ ảnh bị tai nạn giao thông qua đời. Cái rất là giàu, chỉ có hai chị em lép lại, tức là chị gái của ảnh và ảnh ở lại. Và lúc đó hai người mới đang ở cái tuổi teenager, tức là tuổi dậy thì á, thì họ không có làm gì được với cái khối tài sản của ba mẹ hết, thì nó mới đẩy. Tại vì ở người ta, khi người ta không có di chúc và đột ngột như vậy, họ sẽ đẩy qua những cái người thừa kế gần nhất, đó là bà con, ví dụ cậu chú đồ gì đó. Thì những cái người này khi mà họ thấy mấy người hai anh chị này còn trẻ thì họ làm gì? Họ biết là họ có thời gian rất là ngắn, 2-3 năm để họ phá hết cái đống tài sản này. Và 2-3 năm đó y như rằng hai anh chị này đến tuổi trưởng thành đó, họ không còn một đồng xu các bạn nào hết. Anh này kết hôn, và chị gái của anh cũng kết hôn, cũng bỏ đi ra xứ khác. Và ảnh rất là chật vật ở Sinh trong mười mấy năm đầu. Và lúc chị gặp ảnh, chị nói chuyện ảnh, ảnh kể cho chị nghe cái đó, ảnh cũng nói là đến bây giờ anh vẫn chật vật. Okay, anh nói nếu như giờ anh ra đường mà anh kể hồi xưa ba mẹ anh rất là giàu, anh cũng biết chính xác nhà anh ở cái đường nào, ở cái con phố nào, với khu đó là cái khu tỷ phú của đại gia không á. Và anh nói với chị luôn là chính ảnh là người nói với chị là đôi khi á, đẻ ra may mắn quá nó lại không tốt. Tại vì ba mẹ đột ngột qua đời như vậy mà họ không có một sự chuẩn bị gì về kiến thức và kỹ năng sống hết. Không có ai trên đời này nghĩ ba mẹ mình sẽ chết và bỏ mình lại với một đống tài sản, nhưng mà mình không có quyền gì với đống tài sản đó hết, rồi xong bà con họ hàng lấy hết, rồi đến khi mình lớn lên, bây giờ mình 40 mấy tuổi mình mới nhận ra là may mắn, may mắn, may mắn, xong rồi cái bất hạnh nó xuống hết luôn. Ảnh vẫn phải học hết tất cả mọi thứ lại từ đầu mà không có cha mẹ của ảnh. Đối với chị ảnh là giỏi đó, tại vì ảnh phải vượt qua những cái đó, nhưng mà ảnh không giàu lên được như cái cách mà ba mẹ ảnh đã cho ảnh ngày đầu. Thì những cái trải nghiệm đó ảnh chia sẻ cái đó cho chị, khi mà chị con của chị mới có 3 tuổi à, nó làm cho chị một cái cảnh tỉnh nữa. Chị cảm thấy giống như vũ trụ luôn nói chuyện với chị bằng một cách nào đó để mà chị, để nhắc nhở chị là mày nghĩ là mày có tiền mày cho được con mày là đủ à. Giờ tại vì một ngày nào đó con mày nó ngồi đây, nó tâm sự, nó than thở như vậy á, mày đang ở đâu, mày đang ở trên trển rồi, mày đang đi lên gặp ông bà rồi. Và đó là món quà của ảnh. Chị không biết ảnh có nhận ra là món quà của ảnh không, nhưng mà trong cái sâu thẳm của ảnh, chị vẫn cảm thấy được cái nỗi đau mà ba mẹ ảnh mất đi, đó làm cho cả cuộc đời của ảnh nó sụp đổ hết. Rồi bây giờ ảnh 40 mấy tuổi và ảnh vẫn ở trong cái trạng thái, tức là họ chấp nhận sự thật rồi các bạn, nhưng mà họ vẫn không thế nào thấu hiểu được làm sao để họ thoát ra được cái vùng đó. Tại vì từ nhỏ lớn nếu em được ba mẹ em bảo bọc cỡ như vậy, rất khó để em ra đường em hiểu được là tại sao không có một ai hết bảo bọc em như cái cách ba mẹ em, đúng không? Thì cho nên họ luôn sống ở trong một cái vỏ bọc của cái quá khứ của họ. Cái câu chuyện này chị chia sẻ để em hiểu được là chị học rất nhiều từ những cái vấp ngã của những người xung quanh của chị. Chị không có nhất thiết chỉ học từ cái vấp ngã của chị không. Và em là một con người ham học, em phải đi ra đường, em phải dám nói chuyện, em phải dám tâm sự, em phải dám hỏi họ là ủa làm sao mày làm được giàu vậy? Ủa tại sao cuộc đời mày như vậy? Kể cho tao nghe cái gì mà mày học được. Ba chấm. Hơn là tao kể cho mày nghe con hàng xóm tao như vậy. Không nên. Hãy tập cho mình một cái thói quen ra đường với một cái tính chất tò mò là tại sao cuộc đời bạn như vậy, làm sao bạn làm được như vậy, tại sao bạn thành công được như vậy, tại sao bạn thất bại như vậy. Không phải định luật, mà nếu như em hỏi chị chắc chắn 100% chị khẳng định với em, tất cả mọi người làm ra bất cứ cái gì trên cuộc đời này không phải dành cho họ. Chị không biết tại sao từ lúc nào con người nghĩ là chúng ta đẻ ra chúng ta làm một cái gì đó là chỉ cho mình, cho nhà mình, cho ba mình, cho má mình, cho con mình.
đã nói là chết không đem đi được mà sao lì vậy? Lý do tại sao chị cho nhiều, tại vì chị hiểu, chị là một người practice cái định luật đó mỗi ngày. 24 tiếng nữa tôi chết, tôi đem được cái quần quà vậy, tôi đâu đem được cái máy tính, cái camera này xuống dưới địa ngục tôi livestream cho mấy người đâu. Không có. Tôi đâu đem được cái đèn này xuống để livestream, tôi đâu đem được cái ly nước này xuống dưới đó uống cho sang chảnh đâu. Tôi không đem được cây son này xuống nữa. Các bạn càng sớm các bạn nhận thức được là tại sao các bạn tham vậy. Phụ nữ sau 30 tuổi thành công nên đo bằng gì? Chắc là đo bằng ký đó em, giống như người ta đi nuôi heo mà người ta cân ký trước khi đi bán á. Tức là coi là cân coi ngày càng nặng hay không, được chưa? Có nghĩa là ăn đủ chất dinh dưỡng rồi uống đủ nước rồi đầy đặn không để mà bán cho được ký. Chứ phụ nữ 30 tuổi mỗi đứa nó có cần hết nhau, không biết là nhu cầu của mọi người sau 30 tuổi là mọi người muốn thành công răng. Chứ làm sao giờ ăn, giờ mình hít thở mình cũng ú ra, mà mấy đứa giờ hả, mấy nhất là mấy cái con mà 16, 17, 18 tuổi, tao nói tụi bay nghiệp tụi bay quật đó. Biết tại sao tao nói vậy không? Đừng có đi ra đường mà quở rồi cô bán bún, bán bánh xèo, bán bánh canh đồ này kia mà bự nữa, rồi mập mập đồ nữa. Tại vì mày qua 30 tuổi hả, tới được mày bị chan nhẽ, phải không? Tới tháng, tới tuổi mà. Yeah boy. Mày chưa? Tao chơi cho 30 tuổi thì thành công thì liên quan đến chị mày ăn được bao nhiêu thứ thôi chứ làm sao giờ? Giờ bao nhiêu thứ gì trong người mày thôi. Nói là nghĩa đen cả nghĩa bóng nha mọi người. Cả cái chuyện bạn ăn vô người bạn là kiến thức á, cũng được tính. Cho nên là 30 tuổi nó cũng chỉ là một cái hành trình thôi các bạn. Nhìn lại 10 năm, mỗi lần 10 năm á. Chị dễ mà em. Trời ơi chị thiệt, giờ chị sinh nhật của chị hôm qua gì cũng nói bạn gì cơ. Trời ơi mày làm gì nhân tiện vậy, sinh nhật mà vừa sinh nhật và vừa ngày của mẹ mà chung luôn. Cái chị mới nói là tại vì tao đến một cái được độ tuổi mà tao chỉ cần gặp những cái người bạn mà tao muốn gặp, ăn cái món mà tao thích, ở với cái người mà tao cảm thấy tao thoải mái. Hết. Không có cần phải hồi xưa là mình trẻ rồi mình muốn một cái bữa tiệc thiệt là lớn, phải hoành tráng, phải lê lết nhậu xỉn, rồi phải có bánh kem bự, rồi phải chụp hình quay phim, rồi làm đủ thứ hết. Hôm qua chị chụp hình chị với Eva, nhưng mà chị cũng muốn làm kỷ niệm thôi. Tại vì lần trước mà chị với Eva chụp hình là khi con chị nó mới có 1 tuổi à. 6 năm qua chị với Eva chưa có chụp hình mà photograph chuyên nghiệp á. Cho nên hôm qua chị mới muốn Eva với chị chụp hình chuyên nghiệp sau 5 năm, 6 năm chứ. Hồi Eva 1 tuổi, giờ Eva gần 8 tuổi, 6, 7 năm rồi. Để cho nó có cái ký ức là nó từng chụp hình với mẹ vậy thôi. Tại vì mẹ nó cũng già, sắp tới già nhiều nữa rồi. Đấy chưa? Đó, bạn đến một cái độ tuổi bạn chẳng cần gì nhiều đâu. Bạn cần những cái người quan tâm yêu thương đến bạn thôi. Hôm bữa mấy đứa em nó cũng quá trời là mua quà tặng rồi, viết tâm thư rồi. Áo dài đẹp lắm, mặc áo dài chụp hình nữa. Chị Yên ngồi bữa hình lên khoe cho. Đó, nói chung là ở cái tuổi của Nhi mà Nhi có được rất là nhiều cái tình yêu thương của mọi người. Nhi dùng từ tình yêu thương của mọi người, đó là cái best, là một cái món quà vô giá, không có gì để đòi hỏi hơn. Chứ còn mà đòi chi cho nhiều, mình dò rồi. Đừng có quên là like, share và subscribe cái kênh của Nhi. Nếu các bạn coi hết video của Nhi và thích những cái điều Nhi đang làm, tiếp tục lan tỏa những người khác.